Đây là cái đền thờ, trong đây nó ghi là đền thờ Mạc Lệnh Công. Rồi phải lên Phù Dung Cổ Tự. Đây là bà con đang cúng heo. Sử Thiên Tử Công Hầu Bá Tử Nam, để bông Phù Dung mà sớm nở tối nó tàn. Bây giờ đi qua mà bà mà cũ mới quay thì cái chuyện xưa mấy trăm năm đà tới giờ nó còn chạy lấy. Dạ. Bây giờ tôi nói vậy, anh tin tôi là mạng, có tin đâu. Rồi trước mặt mình đây là cái lăng của nhà họ Mạc, tức là lăng Mạc cũ á, được di tích lịch sử văn hóa của quốc gia Việt Nam mình đó là xếp vô là di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia nha. Cái hồ sen này xưa Mạc Thiên Tích ổng làm để mà mở cái hội tao đàn chiêu bên cát á. Rồi bây giờ mình thôi mình đi vô lăng để tham quan nha quý vị. Đây cái sắc phong của mình nghĩ những cái sắc phong của Triều Nguyễn. Còn đây là hai con nghê này là con nghê cổ nè. Đó. Hai bên hai ông. Rồi, bây giờ mình bước vô cái lăng để viếng. Đây là tượng của Mạc cũ nè, ông sinh 1655, mất 1735. Tức là hơn 300 năm. Hơn 300 năm trước hả? Bằng đồng. Đây là cái lư đồng. Hai bên đây người ta thờ là thờ các tướng lĩnh của ông lúc trước đó. Và hai bên đây là các vị tướng. Nói vô hai bên là mình đi hai bên đây vô nè, để dép ở ngoài, không đi vô khu giữa. Đây là tượng của ông nè. Lăng Mạc cũ, tọa lạc ở núi Bình Sang, đường Mạc cũ, phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Khu di tích còn được biết đến với những tên gọi khác như đền thờ nhà họ Mạc, Trung Nghĩa Từ. Theo sử sách ghi lại, Mạc cũ là người Quảng Đông, Trung Quốc, vì không chịu một số tập tục của nhà Thanh nên đã rời bỏ đất nước, đưa gia đình lên thuyền xuôi Nam. Năm 1680, khi đến Hà Tiên, ông đã dừng lại ở đây để xây dựng và phát triển vùng đất này. Đến tháng 8 năm 1708, nhận thấy vị thế rất mạnh của nhà Nguyễn trong cuộc chiến mở mang bờ cõi phía Nam, Mạc cũ đã dâng vùng đất Hà Tiên cho nhà Nguyễn và được chúa Nguyễn Phúc Chu chấp thuận và phong làm tổng trấn Hà Tiên. Mặc dù đã dâng Hà Tiên cho nhà Nguyễn, nhưng chúa Nguyễn Phúc Chu vẫn cho Mạc cũ quyền tự chủ của vùng đất này, duy trì truyền thống cha truyền con nối như một tiểu vương. Trải qua 7 đời nắm quyền, dòng họ Mạc đã biến vùng đất Hà Tiên hoang sơ thành một những địa điểm buôn bán sầm uất nhất trong khu vực. Mạc Lệnh Công là thờ ở trong đây là thờ ba ông lớn của gia đình họ Mạc. Thứ nhất là ông Mạc cũ, là tới đời thứ hai tức là ông Mạc Thiên Tích là con trai của Mạc cũ tiếp nối giữ gìn, và đời thứ ba là ông Mạc Tử Sanh. Cái điện này là lập ra để thờ cũng là ông đời thứ tư ông làm. Là ông Mạc Không Du. Rồi, bây giờ mình đi lên cái phần lăng mộ. Đây là khu lăng mộ của nhà dòng họ Mạc đó. Trên núi Bình Sang. Ở phía bên đây là lăng mộ của ông Mạc Thiên Tích, tổng binh đại đô đốc trấn Hà Tiên.
những người này có công rất lớn khi mà thành lập lên cái xứ Hà Tiên bây giờ. Tới Cà Mau luôn nha quý vị. Đây là ông Mạc Thiên Tích. Đó, Hà Tiên Chứng Tổng Binh Đại Đô Đốc. Ông sinh 1718, mất 1780. Đây là lăng mộ của ông nè. Những người này có công rất lớn trong khai phá và mở cõi miền Nam nha, là hình thành đất nước Việt Nam bây giờ đó. Sai trưởng cơ Mạc Tử Hoàng á, mặt mình là Lăng Hoàng Cũ á, khai chứng công quốc công. Dạ dạ, đây là mộ của ông Mạc Cũ đây, khai chứng quốc công, nằm ở sát lên đỉnh núi luôn á. Ở những con người, những con người này là xưa lâu đời lắm rồi đó, mấy trăm năm rồi đó. Trên đây, trên mộ của ông nhìn rất là uy nghi nha, có hai hổ phục nằm hai bên luôn á. Khu lăng mộ dòng họ Mạc nằm ở núi Bình Sang với hơn 60 ngôi mộ cổ được chia làm 4 khu riêng biệt. Khu 1 là các tiểu vương của dòng họ Mạc, khu 2 là các lăng mộ phu nhân, khu 3 là lăng mộ của các quan và khu 4 là lăng mộ các thành viên của dòng họ Mạc. Ngôi mộ lớn nhất của Mạc Cũ được xây theo lối kiến trúc của Trung Hoa, hình bán nguyệt khoét sâu vào triền núi, chỗ chôn hài cốt, đúc vôi và nước ô dước, ra dáng con trâu nằm. Hai bên tả hữu là hai vị tướng, quanh mộ xây hai con rồng quấn vào nhau. Bậc thềm cẩn bằng đá, xanh củ Quảng Tây, nhiều tảng đá dài hơn 3 mét, được ông Mạc Thiên Tích đem từ Trung Quốc qua. Mộ của Mạc Như Cô, tức là cháu nội của ông Mạc Cũ, con của ông Mạc Thiên Tích. Mà con gọi là mộ cụ năm á. Bây giờ mình lên. Có ngã ba, một rồi phải lên Phù Dung Cổ Tự, hai đi xuống đây là mộ bà cụ năm, nằm ở phía mặt sau của cái dãy núi. Đây là cái khu lăng mộ của bà cụ năm, khách thập phương hành hương đến rất là đông. Đó này cũng viên á, bà rất là linh thiêng ở vùng này nha. Bà là con của ông Mạc Thiên Tích, là cháu nội của ông Mạc Cũ. Về cái sự tích về cô Năm thì các bạn lên mạng xem rất là nhiều thông tin, rất là hay, tâm linh huyền bí. Đây bà con đang cúng heo. Này là một cái hội đoàn nha, hội đoàn cứ đến đây cúng trả lễ bà. Về câu chuyện của bà cụ năm, tức là Mạc Như Cô thì rất là nhiều thông tin trên mạng, hôm nay mình không có tiện nói nhiều. Tin tưởng vắn vắn mình sẽ hỏi ông Từ coi khu mộ này họ sẽ kể cho nghe về Mạc Như Cô, nhưng mà đông quá. Đây là mộ của bà phu nhân, bà Nguyễn Hữu Túc, là phu nhân của ông Mạc Thiên Tích, mẹ của bà cụ năm. Ổng là Khâm Sai luôn, ổng là thuộc của con trai duy nhất của ông Mạc Thiên Tích. Đó, rồi Chúa mới sắp phong là ổng được. Tính ra con đường nào cũng có đường Mạc Tử Hoàng hết. Ông đâu thấy không? Đó. Đó. Mà một vị quan mà ổng biết quan nào hồi đề Pháp lận. Rồi lấy nó lấy đâu bên bà đem về bên đây đó. Rồi tính ra cái cấp bậc là ông này cũng lớn lắm. Rồi về đây mấy năm nay tao thấy là tao mới đi mua đồ cúng kiến là mà ổng độ cho mới sức khỏe, rồi mới có tiền mới mua bông lưu hương đồ này kia cúng đó, toàn bộ dưới hết. Rồi bà kia là bà tội nghiệp cái là ví dụ mà bà Phù Dung là bà bị mang tiếng á, phải không? Ừ, mang tiếng đó đi chợ luôn á. Này Mạc Tử Hoàng, cái này là Khâm Sai, tức là thừa lệnh của triều đình á, là coi như là trên vua với ổng á. Đó, các quan đó. À, anh này anh quét dọn này kia ở trên này cũng làm công quả đó.
mua nhang đèn này kia, ảnh thắp hương này kia. Không, mình không tin á, mình đi xuống hỏi á, yeah. Là cái tấm lòng. Dạ. Khi mình lên đây mình nói xàm xí là người ta đâu biết mình. Còn con của ông Mặt Cũ nè. Mặt Cũ á. Sử thiên tử công hầu bá tử nam. Ừ. Thiên là ông Mạc Thiên Tích, tử mới Mạc Tử Hoàng đó. Ừ. Này xuống cắt bực đó. Nhà. Còn dưới đây là quan lính của ổng hả? Quan lính của ổng được chôn cậy cần ổng hả nè. À. Đi mẫu bà Phù Dung mà kia là chôn ở trên núi trên bên chùa không? Bên chùa bên sau lưng núi hả? Ổng hai bà thì bà, hai bà là bà Phù Dung chưa tính hay sao? Bà lớn với bà Phù Dung. À bà lớn với bà Phù Dung. Là hai bà đó. Khi mà ổng đi đánh trận, ổng đi đánh trận. Ổng đi đánh trận rồi lúc đó trời mưa. À. Cái tự nhiên cái bắt bà nhốt vô cái lu nước. Cái bà chuyển thay vòng cái còn một cái lu nước duy nhất không có mở ra. Dạ. Mở ra mới thấy bà vậy. Mới bà mới hấp hối rồi. Dạ. Rồi bà mới xin thôi. Cho bà đi tu các cái chùa Phù Dung à. Để bông Phù Dung mà sớm nở tối nó tàn. Đúng rồi. Yeah. Đó. Rồi mới cho đem bà lên đó. Ô bây giờ có kể ra đủ thứ chuyện. Dạ. Mà có tâm linh hay gì không? Đủ thứ hết trơn. Thì mới sanh ông này mới công bà cô năm ra. Bà cô năm. Rồi mới cản cái đạo binh ra nó là chôn sống bà ổng. À. Thì bản thời bây giờ nói 7 tuổi, mười mấy tuổi cũng vậy. Rồi là 1980 ông mới thắt chặn bên chim á. Cái này tượng trưng mà chôn. Dạ đúng rồi, mũ gió đó. Tượng trưng chôn thôi, hình nó sát. Rồi sau lại con trai ổng là Khâm Sai trưởng cơ á. Dạ. Mới lên á. Lên nói ngồi đó. Ừ. Đó các quan nè, đây là Hứa, ông này là Hán Dương Hầu đó nè. Trời ơi, đi qua bên bà Mặt Cũ mà người đẹp lắm. Bà Mặt Cũ á, bà Mặt Cũ là bà mộ bà Năm đâu? Mộ bà cô Năm ở bên kia. À nãy đi qua mộ bà cô Năm rồi. Bây giờ đi qua mà bà Mặt Cũ mới quay thì mà gần đây không? Gần đó. À gần đây cái này rồi, mất công đi lội qua kia nữa. Đó đó, ai nói lại. Không mà phải phối hợp mà quay sao mà được cho bà lên được YouTube á. Dạ. Cái này cái kia mới lên được trang viên được chứ tội nghiệp bà lắm rồi. Dạ. Đi đã lên YouTube nè. Không mà bây giờ mày qua đi qua dẫn mày qua dạ. Bển rồi quay cho bà mới biết. Dạ. Đi chợ tới đóng ngang đi dạ, qua bên rồi, bà. Rồi, anh được ngang bên đây đi. Con gửi chỗ đây đi. Dạ. Lâu lâu gá mà quay lên được lên cho bà thấy tội nghiệp lắm. Dạ. Đóng ngang qua bển đốt. Ừ. Phu nhân cũng mặc cũ hả? Ừ. Giá này đi qua bển là được nếp làm trong à, được cái mộ bà được là tốt lắm á. Dạ. Tại vì không biết đâu có biết đâu đi vô. Tới 100 người không có ai biết mộ bà. Đúng rồi. Ừ. Toàn bộ mọi người đi đâu có biết đâu, chỉ có bển ra tầng hỏi này. Đào bên đây mệt rồi đi qua bên bà tập kết luôn đi. Dạ. Rồi bên bà có ai đâu đi. Dạ. Lâu lâu qua bển quét dọn rồi cột đèn cột này cho kia cho bà đó. Dạ. Cái lăng bà long lăng nguyên phụng đàng hoàng á. Ừ. Đi xe hả? Trên chùa hả? Dạ. Mẹ của ông Mặt Cũ á. Mẹ Mặt Cũ là Sắc Tứ Tam Bảo Tự đó. Là cái chùa Sắc Tứ Tam Bảo Tự là mẹ của ông là tháp bà hay sao á. À, mà cái Sắc Tứ Tam Bảo Tự hôm qua em có đi. À. Dạ. Sắc Tứ là mẹ bà đó. Đằng đá này ở dưới trụ rồi đợi ông có vợ ở dưới đáy thôi sen để lên mới giờ đó. Dạ. Bốn cái trụ mẹ mình mái đó. Dạ, bốn cái trụ mà hồi xưa làm cái đó. làm cái nhà để cái mà nhà đó. Dạ. Đó, đây nè. À giờ đem lên để trên này đó phải không? Dạ. Ở dưới 4 dạ. 5 mét ở dưới đáy ao sen á. À dưới đáy ao sen. À rồi đó cái trụ mà kêu trụ tàu phát nhà đó. À, là đúng đúng. Bây giờ chạy xe qua bển luôn. Dạ. Đi. Đi xe qua bển hả anh? Ờ, chạy xe qua bển luôn. Dạ. Để ngồi đi bộ qua. Đi bây giờ đi qua bên mộ bà ha, ảnh dẫn qua mộ bà. Đi một xe à. Dạ, mà qua được mộ bà nó mai mốt về cái thành công là lên đi. Rồi dạ. Có cơ duyên thì có cái anh này ảnh hay đi vòng vòng đây ảnh chăm sóc mấy cái mộ của trên cái lăng Mặt Cũ này á, thì ảnh nói là
ít có ai đi vô mộ của bà lắm, mà thấy tội nghiệp bà lạnh lẽo lắm, nên mình quay qua đây mình quay để cho giới thiệu mọi người biết luôn. Bên bên kia đó là lăng mộ của bên nhà họ Mạc là ông ha, còn bà là nằm ở phía bên này, đang dẫn vô nè. Cái đường vô. Ây da, đi đường nào lên thẳng ơi. Chọn cái bậc thang hả? Có cái bậc thang hả? Đây là đường lên mộ bà, là vợ của ông Mặt Cũ á. Nó cũng nằm thuộc cái trên cái núi này nhưng mà cái mặt khác. Ít có ai vô đây lắm. Do hữu duyên đã có một người dẫn mình đi đến thăm mộ vợ của ông Mặt Cũ, đó là bà Bùi Thị Lẫm. Bà Bùi Thị Lẫm, người quê ở Đồng Môn, Biên Hòa, là mẹ của Mặt Thiên Tứ, tức Mặt Thiên Tích. Mời các bạn cùng Nhật Ký Tâm Bùi đến mộ thăm viếng bà Bùi Thị Lẫm, tức bà Mặt Cũ. Xin hỏi anh tên gì anh? Tâm. Anh Tâm hả? Dạ. Trời ơi, có duyên sao mà gặp ra đi. Đúng rồi, này bà nè. Này, nó này đường xá hay gì đó. Này, này có duyên nhờ anh Tâm dẫn qua đây đi viếng cái lăng của bà Mặt Cũ. Thuở nhỏ bà theo gia đình lưu lạc nhiều nơi, sau đó sang lập nghiệp ở Chủng Kè, Lũng Kỳ, cảng Prem, Campuchia gần Kon Bum Som. Bà cùng gia đình đã trải qua nhiều gian chân và vất vả, nhiều phen đi lánh nạn rồi quay về. Năm 1718, quân Xiêm vào cướp phá Hà Tiên. Tổng binh Mặt Cũ không địch nổi phải tạm xuống Lũng Kỳ. Bà Bùi Thị Lẫm lúc này đang mang thai, sau đó sinh ra Mạc Thiên Tích. Trong công cuộc giữ nước và mở nước của nhà Nguyễn, họ Mạc ở Hà Tiên có công lao rất lớn, trong đó có một phần công sức và trí tuệ của bà Bùi Thị Lẫm. Với những công lao đó, bà được chúa Nguyễn trân trọng ban cho được phép mang họ Nguyễn. Mộ bà hiện tại nằm ở khu lăng mộ của dòng họ Mạc ở chân núi Bình Sang, phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Gà của ta nuôi khu vực này đó. Đó mấy cái chén xưa đó, mấy trăm năm đà tới giờ nó còn chạy lấy nữa. Dạ. Xưa đó đó. Dạ. Nó cưng rộng phụng đó. Đó. Dạ. Thấy không? Dạ. À, đó, đây. Đó mấy cái chén cổ đó. Quay lên mấy cái tướng là chén cổ không đó. Dạ. Mấy trăm năm đó cái chén là chén cổ xưa đó. Đó. À, theo anh Tâm cho biết cái mấy cái chén cổ đó của mấy cái vảy rồng phụng đó. Đó, và chén cổ nhưng đều chén phụng ha. Nhưng đều nhưng đều vẫn có người ở đây để cài để mà phá ấy mấy cái chén cổ này nữa đó các bạn. Đó, mấy cái chén cổ nó xưa đậu phụng á. Dạ. Có mình quay cái bản người ta biết rồi. Kim ăn được rồi. Đây đảo mấy cái lường không á, đập phanh nó dần á. Trời ơi, động cái năng nghĩ mới làm được. Ủa, hai cái mộ cổ đó là của ai vậy? Dạ, cũng bên mặt này luôn, nó có cái bản chống mặt bằng này là người ta biết, người ta lên nè, người ta lên, người ta viếng mộ à. Cái này bị khuất quá, trời khuất mà, bước cái lùm cây này sẽ thấy được nè. Bước cái lùm cây này nè. Đó, cầu Âu Sen nè. Hồi xưa, cái bốn cái cục đá hồi nãy là nó là lấy dưới đây lên nè. À, là của cái cầu hả? Cái cầu cũ à? Hả? Giống như nhà Thủy Tạ vậy hả? Tịnh Tâm đó, xuống hồ Tịnh Tâm đó, thôi, quay cái cảnh hồ. Nhà. Nó cái con voi phục là cái núi Tu Châu bạn á. Nãy có quay con voi không? Không. Voi nằm đâu? Voi núi Tu Châu. À voi quay đầu núi Tu Châu. À, à hình cái hình hình cái hình tự núi Tu Châu là hình thực. Tu Châu. Hình voi. Dạ. Tu Châu đó, có bản nhạc Hà Tiên á. Cái này là mộ bà chỗ này. Chỗ này. Bên nhà. Kia là mộ ông. Để một cái bảng chỉ giờ ra đường lên mộ bà Mặt Cũ. Đúng rồi. Đó là mọi người sẽ về. Cái lùm cây chừng phá ra thôi là người ta cũng biết đường lên, chỉ cần anh làm cái giống như có thấy cái cầu thang lên là người ta lên thì người ta viếng thôi. Đúng rồi. À, bà Mạc Thiên Tích hồi xưa là nằm bên này hả? Bên đây dưới này. À. Dạ. Có đường xá, nó là xá, có bà cố kể lại, nó lấy lên, lấy lên là tự nhiên có cái chầm, những cái gì cũng có, nó chết quá nó mới đền bà này mà cũng. Tại vì cái tính mà cái tảng đá một bia của bà đó hả? Tính như nó bự cỡ nào không, lớn hơn ông mà cũ mà Thiên Tích mà tất cả luôn cái tảng bia đó thấy không. À. Mà đem lên trển cũng cần ai lắm đó. Rồi tao mới tin mà nuôi cái chùa chán gặp chứ chùa thay thì mới chịu. Dạ. Thì ông bà mới cho cái đồng ngang mình làm. Ngày sinh mình nuôi phá cây nó tối rồi đó nó cho làm. Dạ đúng rồi. Ở,
tại vì tôi biết rằng đại công nhận di tích mà mình không có tu bỏ cái gì vô, nó còn cái dấu dấu tích, cái nào có dấu tích thì đại dấu tích. Ví dụ chữ mai mốt nó nét nó mất tiêu hết, còn cái gì dấu tích đâu? Dạ. Thấy không? Đây là 30 mấy năm, cha ông ngoại ngoại mất mới nằm ở trên đó. Dạ. Cũng ông bà nằm trên đó. Dạ. Rồi mới đi về nhà ở, ở xong cái nhà nước mới không có ai làm, mình mới được công phát tâm đi làm. Cho nó sạch sẽ. Ông hả, người ta thuê ông công từ cũng nhà nước thuê. Nhà nước thuê các dạ. Các như vừa bảo vệ bảo đồ là nó thuê tháng dạ. 3.8 rồi. Họ Mạc giờ còn ai ở đây không? Có Mạc, Mạc Dẹp, Mạc ở Cà Mau còn. Mạc Cà Mau còn. À. Hồi xưa người ta chữ Mạc người ta có cái phù đeo, Mạc cũ nó có phù đeo bên hông nhé. Dạ. Còn bây giờ Mạc nó đâu có phù đeo. Dạ. Mạc nói bây giờ hỏi ra xưng con cháu Mạc của người ta, Mạc chính gốc là Mạc người ta có phù hiệu. À, Mạc cũng nhiều lắm. Như vậy là dòng họ Mạc của lấy chữ, con thì... cháu của Mạc cũ bây giờ còn ở Cà Mau thì ở, còn. Ở Cà Mau còn chứ ở Hà Tiên mình hết rồi. Lấy chữ Thiên Tử Công Hầu Bá Tử Nam, là chữ Nam là bà Mạc Thi Ăn đó. Dạ. Là sanh là gái không á. Dạ. Xuống là gái, xuống chỗ cái tháp đó là gái không, rồi đâu còn họ Mạc đâu. Dạ. Rồi sau này người ta cũng họ Mạc xíu gì, tôi cũng Mạc nữa, ai cũng Mạc, không chừng quyền gì. Thấy không? Diễn đời ai cũng chân có Mạc, tôi bây giờ tôi nói giờ anh tin tôi là Mạc, có tin đâu. Dạ. Chùa này là chùa Phật Đà. Chùa Phật Đà này là dân đây là còn gọi là chùa lò gạch á, tại vì cái chánh điện là cái lò gạch cũ hồi xưa đó. Năm 1945 là cái đã có cái lò gạch này là người ta đã bỏ hoang rồi nha, thì cái thầy Thích Chí Hòa mới vô đây mới lập cái am, cái thất để mà tịnh tu. Sau này được trùng tu khang trang này kia lại. Lò gạch thì chắc cũng có cả 100 năm rồi. Tại năm 1945 đây tức là cái lò gạch nó đã bỏ hoang rồi mà. Trong đây hiện tại bây giờ là đang thờ Trăm Họ đó. Dân địa phương đây thì gọi là chùa Lò Gạch. Trên có chức tượng Di Đà. Kiến trúc này sau này được trùng tu rồi. Quay sơ một vòng chùa cho quý vị xem. Dùng Hà Tiên này thì có nhiều cái tích về giá trị về lịch sử văn hóa rất lớn nha. Mình có dịp là đi xuống dưới này thì đi quay hết cho bà con xem. Kế bên nữa là sẽ có chùa Phù Dung, thì Phù Dung cổ tự thì chắc ai cũng biết. Chút xíu nữa mình sẽ lên mộ của Phù Dung cổ tự, mộ của bà Phù Dung. Phù Dung là hoa Phù Dung sớm nở tối tàn á. Bây giờ mình lên đường theo mình. Rồi trước mặt mình là Phù Dung cổ tự. Nay sửa lại khang trang đẹp quá. Làm cái cổng rất là hoành tráng luôn á. Bên. Rồi bây giờ mình tiến vô chánh điện nha. Đây là chánh điện ở đây nè, giờ là sửa đây nè. Ở trên kia là cái chùa cổ cũ á, hồi đó đi nhớ đi vô sau đây phía xe đây nè. Đây là mới xây lại nè. Nhớ xưa cũng cao đi cao lắm. Bên đây là bên đây nè, với là hồi xưa em nhớ là cổng này nè. Đây cổng cũ á. À, cổng này cổng cũ nè. Đó, thật sự mình có đi rồi nha bà con. Mình chỉ nhớ ăn máng thôi, nhưng mà bên đây là cũ nè. Cái kiến trúc, tại vì mình nhìn cái kiến trúc cũ, cổ chứ không phải là... Đó. Bình thường ở dưới này là chùa miếu đình này kia, người ta để lưỡng long tranh tranh ngọc á. Phía trên mái đó. Rồi, mình quay một vòng cái Phù Dung cổ tự này cho mọi người xem. Đây là có diện tích lịch sử có thật nha. Là chút nữa mình lên trên coi cái mộ. Ở đó mình có lên cái mộ luôn mà. Bằng đồng, mình đúc bằng đồng. Mà nhỏ nhỏ phía dưới là được ông Mạc Thiên Tích thỉnh từ phương tỉnh thờ năm 1758 tại Trung Quốc, một nghệ nhân Trung Quốc đúc bằng đồng nguyên khối luôn đó.
đây là cái tượng cổ nha. Từ năm 1758 là được Mạc Thiên Tích thỉnh về rồi. Đây, quay cho quý vị xem cổ, tượng Phật cổ. Đây có cái thông tin về pho tượng. Kiến trúc nè nè, có cái tam cấp đi nơi đế nè, hồi xưa cũng đây cái chùa mới nè, quay cái chùa mới kìa. Đây tam thế Phật nè. Đây để mấy cái lưu để chắc cái tích thì xưa dụ mà cái lưu nước á, bà Phù Dung bị nhốt trong cái lưu nước á. Trên đây là Điện Ngọc Hoàng, cây cỏ một rong rêu hết luôn, này cũng còn giữ lại được, trước kia đó nó cổ kính. Những hoa văn gốm này kia là trang trí trên gối đúng là cổ hồi xưa luôn. Nhưng mấy cái cây kèo này kia là làm lại rồi. Mấy cây dầm nó đã sửa chữa lại rồi. Đây có Phật Ngọc. Đây có Phật Ngọc đẹp quá ha. Nam Mô Di Đà Phật. Đây là Phật Ngọc. Đây Ngọc Hoàng. Đây cũng ở quần thể, ra Điện Ngọc Hoàng ở trên này. Lên Điện Ngọc Hoàng trước. Mình quay bằng Google, cây trời nóng, nó nóng máy dữ quá. Đây đứng ở trên Điện Ngọc Hoàng, Điện Ngọc Hoàng. Đây là Điện Ngọc Hoàng nha. Kiến trúc rồng chầu lưỡng, lưỡng long. Đây là cái kiến trúc của chùa cũ từ xưa giờ nè. Đó, đứng trên Điện Ngọc Hoàng nhìn xuống nè. Còn phía bên này là chùa mới, người ta mới làm lại. Đây là Hội Giáo Phật Giáo Việt Nam người ta xây dựng lại cái bên. Đây cái Điện Ngọc Hoàng phía trên nè, kiến trúc cổ nè. Đó, có cá hóa rồng nè. Có lưỡng long chầu phụng nè. Đầu rồng mà mình cá, mấy cái gốm xưa thì công nhận đặc thiệt chứ. Đây là cái lăng mộ của bà Phù Dung ha. Xây theo kiểu người Hoa, nằm cái phía sau mặt núi của cái mặt sau lưng của núi Bình Sang nha. Là bên kia, là mặt núi bên kia là gia đình họ Mạc. À, đó, ở nhà nước mình có gắn cái bảng, có gắn với bản số mộ và bia cổ này kia, mộ cổ trên này, mộ trong lịch sử có nha. Giai thoại về Hà Tiên là không ai không biết về cái Phù Dung đi tự Phù Dung cổ tự này hết, bà Phù Dung hết. Trên đó người ta cúng lan, đặt lan quá trời. Từ thành Thuận Nhơn là bạn đó, Nguyễn Thị Xuân. Sinh 1720, mất 1761, viên tịch rằm tháng 2 âm lịch. Phu gì? Phu Tư hả? Chữ mẫu không thấy nữa. Video mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục hành trình ở Hà Tiên này. Mọi người yêu thích video nhớ để lại một đăng ký và một yêu thích nha. Rồi, xin chào tạm biệt nha. Chào mọi người anh Thuận. Chào, xin chào mọi người.